Nên là đâm Ôi. ra là anh ăn nhiều quá, bây giờ anh bị mắc nghẹn này, giọng anh nghe nó như kiểu là vừa bịt mũi lại vừa kiểu già già này, trông khổ vãi luôn. Đây ngoài đây lạnh rồi đó anh. Cái gì? Thế anh đã có người yêu chưa? Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop sikẹo.vn, shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu, nổ hũ lên đến 19.999 kim cương, tất cả chỉ có tại shop sikẹo.vn. Alo cháu ơi, cháu có nghe thấy chú nói gì không? Không phải chị kẹo à? Em là anh là anh Sĩ đây. Anh Sĩ đây chứ ai em? Cái giọng này không phải của anh Sĩ đâu. Cậu anh Sĩ không phải có anh Sĩ thì ai? Chứ bây giờ anh là anh Sĩ mà em cũng không tin anh nữa hả? Không, giọng anh Sĩ không phải như vậy. Cái anh, là anh là thằng nào? Anh là thằng nào? Anh là ai đang chơi đất của anh Sĩ kẹo ơi? Không phải đâu, anh nghe bảo hôm nay anh bị ốm, anh bị khàn giọng em ạ. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Nghe nó như kiểu là ông già. Nghe giọng của anh cứ như giọng của bác ngạn ấy. Bác ngạn á? Thế là em lại không biết anh là truyền nhân của chú ngạn, truyền nhân đời thứ 18 của chú ngạn. Bây giờ chú ngạn chú không kể chuyện nữa thì anh ngồi kể chuyện cũng được mà. Đây nó mới là cái giọng thật của anh đó em. Nghe giọng của anh lạ thật sự luôn á. Có gì đâu mà lạ em ơi. Đôi khi là nó hơi bị sởn gai ốc tí thôi, nhưng mà cái chuyện này bình thường. Thì giống như giờ chơi game mà nghe chuyện kinh dị á. Cái gì cơ? Giọng người ta cứ te phung mây que, giọng ông già thế này để bảo là vừa chơi game vừa nghe chuyện kinh dị. Thế thì anh cũng chịu em rồi bên nào. Giống mà anh, giọng của anh giống vậy luôn á. Mày bị điên à? Giống là giống thế nào? Người ta sinh ra mỗi người chỉ có một loại giọng thôi. Bảo giống vớ va vớ vẩn. Lần ăn sáng trước chưa? Vậy? Ăn sáng chưa hay là em chưa? Xong bây giờ em chưa ăn sáng, em có phải em bị ngáo đúng không? Em phải ăn sáng vào thì mới thông minh lên được em ạ. Em nghèo lắm, không giàu như anh đâu để ăn sáng. Có thảo quá không dạ? Cái gì cơ? Ăn sáng mà cũng phân biệt độ giàu nghèo nữa hả? Thôi em ạ, anh xin em. Bây giờ thì ăn sáng thì không có gì ăn sáng đúng không? Giống như anh đây này em này. Ăn sáng anh chỉ ăn ổ bánh mì không thôi em ạ, ổ bánh mì không 2.000, uống nước lọc em ạ. Mày đừng có mồm điêu đi. Nhưng là đâm ra là anh ăn nhiều quá, bây giờ anh bị mắc nghẹn này, giọng anh nghe nó như kiểu là vừa bịt mũi lại vừa kiểu già già này, trông khổ vãi luôn. Đây ngoài đây lạnh rồi đó anh. Cái gì? Anh đã có người yêu chưa? Thôi, anh xin em ạ. Trời lạnh thì thôi, bây giờ lớn rồi tự giác mặc cho nó ấm vào. Mà hỏi anh có người yêu chưa để làm gì? Thôi em ơi. Anh ở nhà vợ ba con rồi. Cái gì? Không phải đâu, không phải đâu. Nó chỉ là lời ngụy biện thôi. Chứ còn là bây giờ thì có gì đâu em. Trời lạnh thì thôi tự giác mặc cho nó ấm vào chứ. Sao giờ? Thôi đi. Em ơi, lớn rồi. Trời lạnh là cái trời mà các ông phải tự giác mặc áo ấm vào chứ. Nếu hiểu sao, nhiều khi suy nghĩ bảo chứ trời lạnh chúng nó lại đi kiếm người yêu. Các bạn bị điên à? Điên à? Có người yêu ấm ấm gì anh? Này, không có người yêu đắp chăn bông vẫn ấm mà. Tôi thề với các ông lấy cái cảm giác mà các ông ở nhà đắp chăn bông, các ông ngồi nghịch điện thoại lướt Facebook chơi game nó còn vui hơn nhiều. Hợp lý. Người yêu để làm cái gì? Em bảo có người yêu kiểu ấm áp hơn. Có người yêu mà kiểu ấm áp hơn á? Cháu lại đùa chú à? Đúng rồi vậy mà. Thôi, những con người không có người yêu làm sao mà hiểu được. Thế cháu có người yêu chưa? Cháu có rồi. Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi học. Yêu với đưa cái gì? Hả? Yêu với đưa cái gì? Giờ chỉ còn có người cũ là chưa còn thôi. Hỏng, học hành cũng hỏng đấy à, yêu đương cái gì? Có tin là chú sẽ mách mẹ cháu không? Cháu có tin không? Cháu tin. Cháu không tin. Mách mẹ cháu quật cho mấy roi vào đít. Chú có số Zalo của mẹ mày rồi đấy. Chuẩn bị đi. Mẹ của cháu không nghe thôi. Nhưng mà thôi, anh trêu đừng có gọi anh là chú em ạ. Hôm nay mới 22 tuổi, thôi gọi chú già quá. Nhưng mà nghe giọng của anh
già thực sự. Người ta chỉ mới 22 tuổi thôi. Nhưng mà khổ lắm. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Sinh ra quả giọng già như thế này thì cũng phải chịu thôi em ạ. Ô, cháu ơi, bây giờ giọng chú già này thì chú mới đi tìm Sugar Baby được chứ cháu. Hợp lý nhỉ, cháu không nhận thế không? Lại bảo không phải đi. Nhưng mà giờ chú bảo hợp lý mà. Tìm mấy bé baby loli dễ thương đáng yêu xong rồi chú. Lại suy nghĩ bậy bạ rồi. Đâu, người ta nói bụp là bụp thôi chứ sao lại suy nghĩ bậy bạ cháu. Mày cầm mồm đi. Anh không suy nghĩ bậy bạ bao giờ đâu. Anh là một con người thương trong sáng thanh thiện, chưa bao giờ có những suy nghĩ bậy bạ. Tâm hồn của anh vẫn còn trong sáng như một cái chiếu chưa từng được trải. Cái đó em không biết. Thật mà, tâm hồn của anh vẫn trong sáng như một cái chiếu chưa bao giờ từng được trải cả. Anh ngây thơ vô số tội. Nhầm. Anh ngây thơ và anh sẽ không có tội, em hiểu không? À, thế đó giờ anh ế luôn không có người yêu à? Đúng! Có. Anh này người yêu. Kiểu gì người yêu? Gái theo anh còn đuổi cho chứ. Thôi ông im mẹ à mồm đi. Sao vậy? Sao? Đó. Tấm chiếu chưa được trải. Chú chỉ giả vờ thế thôi để chú gạ tình cháu thôi. Gạ tình cháu thôi. Cái chuyện này chú thiếu gì người yêu, cháu lại cứ đùa. Em ơi, thế có phải là em nhà bây giờ là đang ở vùng cao em ạ? Có phải nhà em ở trên vùng núi không? Hả? Em đang ở trên núi à. Phải? Tên của ở em trên núi à? Thảo nào cậu. Thảo nào cháu bảo với tôi ấy, anh em ạ, nó bảo là trên núi bây giờ. Bây giờ trời nó lạnh, không ạ? Thôi, anh ở miền đồng bằng em ạ. Nó vẫn đang còn kiểu ấm áp lắm em ơi, nắng cháy hết cả da cả thịt ra, đen hết cả da. Em không thấy nắng luôn. Nhưng mà nói thế nãy giờ em vẫn chưa nhận ra điều gì à? Dạ, chưa. Ngây thơ ấy nhở? Là sao cơ? Nãy giờ anh trêu em thôi. Chú Ngạn, anh đuổi con mẹ chú Ngạn đi rồi. Chú Ngạn làm sao mà y tán được gái? Đúng không? Nó cứ phải kiểu nào hết hồn luôn á. Hết hồn gì mà hết hồn. Thôi. Không. Người ta chỉ giả vờ thế thôi em ạ. Ôi, có đứa bắn kìa. Thằng nào bắn kìa? À đây, nó chạy. Không có đứa chạy ra kìa. Nằm xuống em ạ. Nằm xuống em ạ. Đều. Dễ vậy. Vân ơi, anh bảo em Vân này. Vân ơi, bây giờ em bỏ người yêu thì em đi theo anh đi em ạ. Thôi đừng cái vụ dỗ. Anh là bác sĩ. Đấy, thấy không? Anh là bác sĩ, công việc hàng ngày của anh là chữa trị tâm lý cho những cô gái bị người yêu ruồng bỏ. Em có bị người yêu ruồng bỏ không? Người yêu em không có ruồng bỏ em đâu. Đều kệ mẹ mày, tao sẽ đập chậu cúp hoa. Chỉ ra mày chọn cái chết. Chạy luôn. Chạy cái gì mà chạy cái gì? Đâu có làm gì đâu. Anh chỉ giả vờ, anh giả vờ quạo thế thôi em ạ. Chứ còn thật ra thì con người bác sĩ trông mặc đồ này hơi kinh dị một tí thôi. Nhưng mà anh là một bác sĩ tốt bụng em ạ. Một bác sĩ chưa từng làm hại ai bao giờ, chỉ đi cứu người đấy em ạ. Nhưng mà có một điều anh không thể chữa được em ạ. Em có biết điều gì không? Chắc là một kiểu bạn ế truyền kiếp mà anh. Hâm, có mà hâm. Đây anh đang bị ngập trong nước mắt của em Vân ạ. Ngập trong đôi mắt của em với đôi mắt sâu như đôi mắt bò. Nhầm. Cái thật sao miêu tả thế? Đôi mắt đẹp như đôi mắt hồng hạc em ạ. Chà lê. Sao thế đôi mắt vậy? Cái dê. Em bị cận mà. Không, anh tưởng là em bị cận thì em phải lùi bước về sau để nhìn thấy anh rõ hơn chứ. Ui, thằng này nó sai cái phóng hiệu này. Bạn đó ngay sau bạn đó. Ơi. Nhưng mà cho hỏi thắc mắc thôi. Ba mẹ em sinh ra em ở đâu mà sao lại có một đứa con gái mà sao giọng nghe đáng yêu cute vãi cả lìn như thế này em ạ? Em ở Đồng Nai, mẹ em sinh ra. Đồng Nai á? Đồng Nai có phải ở cái chỗ sản xuất bình điện ắc quy Đồng Nai không? Cái đấy em không biết luôn. Hui, tại sao người ta có thể sản xuất ra những cái ắc quy pin châu chó như thế nhỉ? Thế bây giờ thì thôi, đấy là cái việc sản xuất ắc quy thôi, tôi không quảng cáo gì đâu nhưng mà. Vân ơi, anh lại bảo Vân này. Dạ. Thế thôi bây giờ nhá, là muốn yêu con gái thì lại phải chiều cô mẹ. Đấy, thế là thôi, anh có Zalo của mẹ em rồi, tí là anh sẽ bù mẹ em trước. À không phải đâu, anh sẽ nói chuyện với bác gái đấy. Bây giờ, ôi bác ơi, cháu thích Vân rồi bác ạ. Ê, cháu, bác có gả Vân cho cháu không? Cháu là một bác sĩ đẹp trai, tốt bụng, cute, phô mê que. Bác ạ.
Mẹ em không chịu đâu. Anh sẽ dụ dỗ mẹ em, anh sẽ gạ mẹ em, anh sẽ bằng những cái lý lẽ của một thằng bốc phét. À không, bằng những cái lời lẽ chân thành chất phác em ạ, của một người đàn ông trưởng thành đấy. Bảo là như mẹ thế này. Bác em không ơi, chịu đâu. Cô ơi, cháu thích con gái cô rồi. Ôi cháu. Đừng. Sao này anh? Điên rồi, đừng. Cô hiểu không? Nó phải như thế. Cô hiểu không? Đây. Không hiểu. Em đừng không hiểu. Ôi, thương. Bắn kìa nó trên kìa. Giết nó. Trên 15 em. Giết nó cứu anh dựng con keo. Tao thề mày nhá. Đấy, cái gời nhá, tao đánh chết trả mày nhá. Ô, Vân ơi, bây giờ bố mẹ anh bảo là Sĩ hơi ra ăn cơm con ạ. Thôi chắc là bây giờ anh phải ăn cơm rồi, gác lại những cái chuyện tán phét, nhưng mà thôi. Yên tâm đi, tí anh sẽ bụp mẹ em trước. À, không phải, anh sẽ nói chuyện với bác gái. Anh sẽ bảo là, bác ơi, bác phải gả con gái cho cháu ấy, cháu cầu xin bác, cháu van bác, cháu lạy bác, cháu quỳ lại, cháu tôn thờ gia đình mình. Về nhà cháu thì nhá, nhà cháu là bàn thờ lên sẵn rồi, nải chuối lên sẵn, hương lên sẵn rồi, cháu chỉ bế em về cháu thờ thôi, cô ạ. Em chưa chết mà. À không, người ta gọi là đội vợ lên đầu, bây giờ chưa có vợ thì đội người yêu lên đầu em ạ. Đấy, bây giờ nó phải thực tế chứ, đúng không Vân? Đúng. Không. Em chưa chết đâu, không gà đội lên đâu. Sao như thế? Em... Hồi nãy anh bảo là người ta bỏ gọi em người lên bàn ta... thờ được không? Cái gì? Anh chưa bỏ em lên bàn thờ. Người ta chỉ ví dụ thôi, người ta chỉ ví dụ thế thôi em. Nhưng mà ai để Vân lên thờ đâu. Vân là để trưng, để ngắm. Em hiểu không? Úi dồi ôi, người ta hội vừa xinh gái, vừa đáng yêu, dễ thương, giọng hay thế nhở. Nghe như kiểu rót mật vào tai em ạ. Sợ quá. Rót mật vào tai là kiến cắn vào tai đó anh. Sợ quá. Kiến cắn vào tai. Thôi, nhưng con kiến nó cũng phải chết vì những lời nói của em. Nghe sệt xuống ấy. Thế thôi nhá, vậy nhá. Chắc là bye bye. Anh có việc cái. Ok. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye em. Nhớ nhá, yên tâm đi, anh sẽ nhắn tin cho mẹ em đấy. Nhớ đấy. Tí.